Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 11 giờ sáng, 11 giờ trưa của ngày 11 tháng 7 năm 2021. Và câu chuyện buổi trưa này thì chúng ta lại tám lại chuyện một chút về showbiz nữa. Cái câu chuyện của các quý bà này, quý bà nọ, quý bà kia, bây giờ lại còn liên quan đến cả một vài anh đàn ông nữa. Câu chuyện cũng không 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 phải nói rằng là không còn đơn giản nữa rồi. Nhưng mà ngay cả những cái tờ báo hay là những cái nhà báo nổi tiếng khi nhắc đến sự việc này thì người ta cũng bắt đầu có một cái sự ngao ngán nhất định. Mặc dù trước đây họ cũng là những cái người mà ủng hộ cái việc mà đưa những nghệ sĩ hay là ví dụ ông Võ Hoàng Yên ra ánh sáng, nhưng bây giờ thật sự là có một cái sự ngao ngán. Trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay vào lúc 11 giờ thì tôi xin phép để mà dẫn lời của nhà báo Hoàng Linh về cái sự việc này và cái bình luận của nhà báo để thấy rằng là có một cái gì đó lấn cấn hay không. Nhà báo Hoàng Linh thì là nhà báo nổi tiếng rồi, cái trang Facebook của anh cũng nổi tiếng, các thông tin dẫn dắt của anh đấy thì là hầu hết là thông tin đúng sự thật. Thì ở đây tôi nói hầu hết nhé. Đó. Và cách đây khoảng tầm tối qua đấy thì anh ấy có viết một cái bài như thế này với cái tựa đề cũng giống như là tôi để ở video á, để tiêu đề video á, đó là quý bà rảnh hột á, hột á, hột á, chứ hở hốt nặng hột đấy nha các bác. Đó, vâng. Thì tôi xin phép để mà trích nguyên văn cho các bác, sau đó chúng ta sẽ cùng bình luận về việc này. Quý bà rảnh hột. Kim Lý thì vừa lên tiếng sẽ cho luật sư vào cuộc trước những bài báo đăng tải với thông tin khẳng định anh tham gia tiệc thác loạn với cái giá là 50.000 đô la. 50.000 đô la thì bây giờ nó rơi vào cỡ tầm khoảng 1 tỷ mốt. Trước đó thì trong hình ảnh Vi Oanh cung cấp cho báo chí về cuộc hội thoại giữa mình với Hoa hậu Thu Hoài thì vô tình có nhắc đến việc là bác sĩ Thái thường xuyên tổ chức các bữa tiệc gọi là bữa tiệc này rất nhạy cảm liên quan đến vấn đề bản năng cơ bản của con người và mời các hot girl thậm chí là mạnh tay để chi tiền tỷ mời anh KL này đến thác loạn. Hình ảnh này sau đó được báo chí lấy về để đăng tải khẳng định nhân vật KL này chính là diễn viên Kim Lý, thời đó đang rất nổi tiếng trong showbiz Việt với một cái bộ phim mang tên là Hương Ga. Đây chính là nguyên nhân khiến Kim Lý tức giận và khẳng định những thông tin trên thì đều sai sự thật và sẽ cho luật sư riêng vào cuộc để xử lý. Về bác sĩ Chiêm Quốc Thái thì sẽ cho hay là sẽ khởi kiện những người có liên quan về sự việc mang tính bịa đặt, bôi nhọ này. Bác sĩ nói như thế này. Hôm nay trên mạng xã hội lan truyền tin nhắn giữa bà Thu Hoài và ca sĩ Vi Oanh vào thời điểm năm 2016. Trong nội dung tin nhắn nói về việc tôi mời một diễn viên nam dự tiệc thác loạn với các hot girl. Tôi khẳng định những điều bà Thu Hoài nói về tôi trong tin nhắn là hoàn toàn dựng chuyện sai sự thật, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của tôi trong cái ngành thẩm mỹ. Năm 2016, tuy Vi Oanh có làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện Khơ Thị, Khơ Thị, Khơ của từ Khmer, Thị của từ ví dụ như là Nguyễn Thị gì đấy, con gái, là từ thẩm mỹ viện Khơ Thị của bà Thu Hoài, nhưng Vi Oanh đã đến tôi để phẫu thuật thẩm mỹ. Đó, có nghĩa rằng là quảng cáo cho một thẩm mỹ này, thẩm mỹ A nhưng lại đến thẩm mỹ B, cái viện thẩm mỹ B để mà phẫu thuật. Sau đó thì Vi Oanh có mời tôi làm các chương trình từ thiện. Có lẽ do sự việc đó nên khiến bà Thu Hoài đố kỵ vì cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm nên đã cố tình bịa đặt câu chuyện để làm ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Tôi sẽ mời luật sư để khởi kiện bà Thu Hoài để làm rõ vấn đề này. Mong rằng các trang báo mạng không nên dùng một tin nhắn với nội dung bịa chuyện nói xấu đối thủ của bà Thu Hoài để đăng tải bài lên làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tôi. Riêng việc Vi Oanh với bà Thu Hoài tôi hoàn toàn không biết gì. Tại sao hôm nay Vi Oanh lại phải đưa tôi vào câu chuyện của hai người để nhằm cái mục đích gì? Và hết trích. Bình luận của nhà báo Hoàng Linh thì như thế này. Bình luận của tôi.
Mấy chị rảnh cái đó quá hay sao á? Hết bóc phốt nhau thì mấy bà lại thách nhau xem là ai có cái hột ba chấm 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 lớn hơn. Chính phủ, toàn dân thì đang căng mình ra vì dịch. Mấy chị lại chơi cái trò đấu giá từ thiện. Người này 100 tỷ, người kia sẽ 200 tỷ, vân vân. Rồi cuối cùng thì lại chẳng có đồng nào. Kêu thì bằng xạo, ba chấm cái gì bây giờ? Đó là toàn bộ của nhà báo Hoàng Linh. Tôi cũng xin phép chia sẻ với các bác đôi điều thế này. Thứ nhất thì chúng ta nếu mà xét về cái mặt tích cực hay là tiêu cực thì dù sao cái câu chuyện mà liên quan tới các quý bà của chúng ta ấy, không chỉ quý bà Thu Hoài, cũng không chỉ là quý bà Viu Anh mà còn nhiều quý bà khác, thì cái câu chuyện này dù sao thì cũng để cho dân tình ở nhà tám chuyện với nhau nó cũng vui. Đó, ở nhà chống dịch, nghe live stream cũng là một cái cách gì đó nó cũng gọi là ích lợi. Thế nhưng về mặt tiêu cực thì báo cáo với các bác rằng là những câu chuyện liên quan tới bóc phốt, liên quan tới cái gì đó, bóc phốt đúng thì không sao. Ví dụ như là gợi mở một cái gì đó để người ta phải trả lời những câu hỏi rất là cụ thể. Ví dụ như là liên quan tới HL22. Đó. Bây giờ là 26 rồi phải không các bác? Thì chúng ta ok, không sao cả. Hay liên quan đến vấn đề mà anh Trấn Thành gì đó, 80 mấy tỷ thì anh cũng đã giải trình việc này rồi. Rồi là rất nhiều, hay là chị, hay là cô tiên nào đó, và bây giờ thì cũng đã rất nhiều rồi. Thì ok, cái đấy thì tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Mình đặt câu hỏi mà, để xem rằng là mọi người cái sự công minh và minh bạch đến đâu. Nhưng mà liên quan đến việc bóc phốt, liên quan đến việc mà nó chẳng có căn cứ gì, thì tôi ủng hộ hai người đàn ông ở trong này. Đó chính là diễn viên Kim Lý và bác sĩ Chim Quốc Thái sẽ vào cuộc và đưa ra tòa cái việc này thì tốt hơn hết. Bởi vì là hôm trước trên cái chương trình Cuộc Sống Hôm Nay á, vấn đề hôm nay á, thì có nói rất nhiều người cái việc mà mọi người nói chuyện với nhau trên mạng thế này này, mà nếu có gì đấy thì ra tòa là tốt nhất, cũng tạo công ăn việc làm cho các tòa án. Chúng ta biết ở một cái tỉnh nào đó, hình như ở trong Tây Nguyên thì phải, có hẳn một cái huyện mà người ta làm giả những cái hồ sơ, những cái vụ án để nâng cái thành tích của mình lên cơ mà. Họ rảnh quá nên họ phải làm thế. Thì bây giờ là những cái vụ án như thế này, những cái sự việc như thế này, thì dân tình cứ đưa nhau ra tòa kiện là hay nhất, tạo công ăn việc làm cho các thẩm phán tranh án của chúng ta. Rồi là các bác có thể rằng là nhà nước cũng thu được cái tiền trong các giao dịch như thế, và cũng là một cái gì đó nó răn đe với nhiều người. Khi mà tung tin hoặc là có một cái gì đó thì phải có mang tính xác thực rất là cao, hoặc là không thì cũng phải dùng là nói chuyện cái kiểu gì đấy, chứ không thể nào mà chỉ một vài cái tin nhắn, một vài cái hình ảnh, thậm chí là một vài cái clip mà chưa rõ từ đầu đến cuối mà đã dẫn quy chụp, rồi dẫn đấu tố, rồi dẫn thứ nhiều lắm. Đó là một trong những cái gọi là văn hóa rác ở trên mạng đó. Và như nhà báo Hoàng Linh nói thì cũng rảnh ghê, cũng rảnh ghê. Trong khi dân đang căng mình ra chống dịch, các anh chị thì cứ đấu tố từ thiện, đấu giá từ thiện, tôi nhầm, đấu giá từ thiện, người này 100, người kia 200, thậm chí là 1-2 nghìn. Thì trong khi đó thì chưa biết ở đâu cả, chưa biết ở đâu cả. Tôi thì mong muốn rằng là người dân thành phố thì chúng ta cũng đã nhìn thấy vừa rồi, có một anh bất chấp lời của các chiến sĩ công an vẫn tập thể dục một cách điềm nhiên, mà không thể tưởng tượng nổi là tại sao anh ta lại làm có thể như thế. Đây, tôi xin ví dụ các bác, tự dưng là mình đến, mình xem mấy hôm rồi, nhưng mà tự dưng là đến khi mà nhà báo Hoàng Linh lúc lướt lên lướt xuống thì ông này cũng có đưa. Thế nên thấy buồn cười. Đây, ví dụ nhanh này này, không biết bình luận thế nào luôn. Trong khi mọi người vào, mọi người chấn chỉnh thì anh ta vẫn còn à, như thế này, và anh ta vẫn điềm nhiên tập thể dục coi như không có người. Phải nói rằng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đến những người công an, người ta còn cảm thấy rất là buồn cười. Ngày hôm, nếu mà tôi nhớ không nhầm, là anh này bị phạt 4 triệu thì phải, 4 triệu thì phải. Và các bác có thể thấy một cái điều nữa như thế này, đó là liên quan tới vừa rồi hôm nay á, thì nhiều người vẫn ra đường để tập thể dục và cũng đã bị phạt rất là nhiều. Tôi thì mong muốn rằng là tập thể dục thì chúng ta có nhiều cách đó. Đâu có phải là cứ ra đường mới tập thể dục được, đó là thói quen thường thấy. Thì chúng ta bây giờ hy sinh bớt một số cái thói quen đó đi. Tôi trong đội chạy, tôi thì không, bây giờ tôi không chạy nữa, nhưng báo cáo với các bác rằng ngày xưa tôi chạy cũng ác phết đấy, cũng 30 mấy cây đấy, 30 mấy km đấy, không phải đùa. Nhưng mình từ hồi làm này cái là mình nó cứ bị phì nộn lên, bây giờ đã không biết làm thế nào để giảm cân. Nhưng mà
trong đội chạy thì rất nhiều người bạn của tôi bây giờ cũng đang nghiêm túc để mà chống dịch ở nhà. Chạy thì thay vì họ chạy ở ngoài đường thì họ chạy trong nhà, thay vì cách họ chạy ngoài theo một cái hướng chéo đi thế này để tạo được cái tốc độ thì bây giờ là họ luyện những cái cơ khác đó, những cơ hông, cơ eo, rồi là chạy cơ đùi, rất là nhiều những cái phương pháp có thể chạy được, tập được thể dục ở nhà, không cần thiết phải đi ra ngoài đường đó. Mình rèn luyện những cái thói quen kiểu đó đi, mình thay đổi một chút đi, đó cũng là cái để mà tự thử thách cái bản thân mình. Chứ nếu mà sống theo đúng những cái gì mình thường ngày mình sống thì đó là cuộc sống nó lại dễ dàng quá đó. Bây giờ cái thời điểm chống dịch rồi, cố gắng tôi hy vọng rằng các bác cũng cố gắng như vậy đó, đôi điều như thế, bởi vì là đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì dịch đã đang rất là căng rồi. Tôi hy vọng rằng là mọi người sẽ cùng nhau chống dịch. Hôm nay hàng hóa thì có vẻ là bớt hơn, hàng hóa thì bớt khan hiếm hơn, và nên mọi người cũng thoải mái hơn trong việc đó, không việc gì phải ngại đâu. Đôi điều như vậy để các bác có thể thấy rằng là trong cuộc sống thì chúng ta cứ vô tư, chúng ta thản nhiên chấp nhận những cái điều ấy thôi. Đôi khi những cái câu chuyện mà các chị rảnh quá, các chị làm thế thì chúng ta cũng coi cho vui, nhưng mà cũng đừng nên suy nghĩ và đừng nên căng thẳng quá nhiều, bởi vì rằng là chúng ta coi thôi, chúng ta có thể bình luận thôi. Nhưng mà báo cáo với các bác là khi mà bắt đầu cực đoan hóa lên, để bắt đầu thành ra hai phe để mà đi chửi rủa nhục mạ nhau á, thì lúc đó nó không còn là cái vấn đề nhẹ nhàng nữa, mà lúc đó nó trở thành một cái gì đó nó rất nặng nề, mà ngay cả VTV1 người ta gọi đó là rác ở trên mạng đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Video clip tôi dừng tại đây, và chúc các bác một buổi chiều chủ nhật tốt lành nha.